đây là phần ăn gia đình mới của nhà hàng chúng tôi thay vì nướng tương bình thường chúng tôi đã đổi sang một loại nước sốt đặc biệt khác ừ. Ừ. ăn cũng được đó ừ. ngon ghê ha đúng là ngon hơn khi ăn với nước tương bình thường đó <laughs> <laughs> hy vọng là mọi người sẽ thích chú quý khách ngon miệng ừ. Ừ. ngon lắm thật sự ngon lắm thêm luôn. đi đúng là ngon mà ừ. được đó. đem món hầm lên trước giùm tôi một món hầm lên trước. Mau vào đi, mau vào đi. Xin chào quý khách. Cô Cang. À, xin chào quý khách. À, cô Cang, lâu rồi không gặp cô. À, sao lâu rồi anh không đến? À, chuyến công tác tới Trung Quốc của tôi bị trễ. À dạ. Xin chào quý khách xin chào quý khách xin chào quý khách chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho anh trước rồi Mời đi theo tôi ờ xin à, mời được rồi đi. chúng ta vào thôi là sao vậy hả có khách hàng muốn biết công thức của nước sốt mới đó thưa sếp sao có thể nói được chứ ông nè thử gọi cho anh minh hô coi sao chắc có chuyện gì rồi phải không tôi nghe nói mọi chuyện đều ổn hết về vấn đề là ở anh minh hô rồi ông gọi thử coi Thôi tôi bận rồi Dù có làm gì thì mình cũng không làm được đâu Cái giờ như không biết đi Cứ kể hết đi Không lẽ chuyện phẫu thuật Phẫu thuật cái gì chứ Chắc có cái gì đó không ổn rồi Trời ơi Cậu lo hết chỗ này giùm tôi nghe Dạ Bà đó ra đây Có chuyện gì hả Phẫu thuật cái gì chứ À tôi nghe nói mi có cục mụn nhỏ trong tử cung Nhưng mà trong tử cung có khối u thôi Không phải là ung thư đâu Năm nào cô ấy cũng đi kiểm tra hết nhưng mà có lẽ nó bự hơn rồi nên cô ấy cần phải phẫu thuật lấy nó ra. Khối u bự lắm hả? Không phải. Bây giờ người ta có thủ thuật nội soi rồi. Vậy kết quả nội soi không tốt sao? Ai biết. Nhìn thấy cô ấy bị như vậy, tôi lo là không biết tôi có bị gì hay không nữa. Có chuyện gì hả? À, chị dâu à. Khách hàng kiếm hai người đó. đi à, biết rồi, biết rồi. À, tối liền. Chắc là hôm nay tôi về sớm, Tôi cảm thấy trong người không khỏe lắm Ông chủ à, Khoan khoan khoan, đợi một chút đã Có phải cô à, Đã nghe tin gì xấu Từ bên chuyện rồi có phải không Ờ, à, đâu có đâu Tôi chỉ là Nghe Mira nói Ờ, à, nói sao ta Cô có khối u ở dưới Cho nên cô đã đi kiểm tra Không có đâu, làm gì có chuyện này Không có hả <laughs> không có đâu <laughs> không có mà chỉ là tôi cảm thấy trong người đau đau thôi mẹ tới rồi hả à, mẹ làm ồn tới con hả con tưởng là anh hun vu về nên con tính ra làm chút gì đó con đã nói là con không thiếu gì rồi mà mẹ à, mẹ nghĩ cho con đã hết kim chi rồi mẹ sẽ rửa bồn tắm cho con anh hun vu trà rửa xong hết rồi nó làm sao sạch hơn mẹ được con đã nói là anh ấy giỏi chuyện đó mà hôm qua anh ấy làm rồi mẹ không cần làm đâu ai trong đời cũng phải trải qua một vài chuyện không ngờ tới được cuộc đời mà ai biết được chữ ngờ à, như sun gun vậy con không cần nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chỉ cần con cố gắng vượt qua khoảng thời gian này thì ngày tháng hạnh phúc sẽ đến với con thôi cứ nghĩ vậy đi con cũng nghĩ như vậy mà mẹ con thất vọng về cuộc đời của mình hả mẹ thì thất vọng đầy mình nè Trời ơi. sao vậy dành cả tuổi thanh xuân và cuộc đời để nuôi dạy con cái mình khôn lớn nhưng lại chỉ toàn thất vọng và thất vọng si <laughs> <laughs> hôn làm cho mẹ giận hả à đúng rồi mẹ có đem số tiền mà mẹ mượn con của xe Chun đó của xe Chun hả Khúc này sẽ dành cho phần tráng miệng. Tôi sẽ tăng thêm một số loại tráng miệng khác. Thời bây giờ người ta thích ăn giặt nhiều lắm. Và nhất là chúng ta sẽ thu hút được nhiều khách hàng nữ hơn. <laughs> Cậu thấy được thì cứ làm đi. Nếu mục tiêu thu hút của chúng ta là các khách hàng nữ, thì nên đặt kế bên sữa và cà phê sẽ làm tăng thêm doanh thu của chúng ta. À, còn nữa, chúng tôi cũng muốn nâng cấp một số cơ sở vật chất. Ủa, anh chưa đi nữa hả? Anh mới ăn rồi dọn dẹp mà em làm gì ở đây vậy đã một giờ chiều rồi đó em đã nói là anh phải ăn cơm đúng giờ mà anh lại không để ý tới những lời em nói nữa rồi em làm gì ở đây <laughs> em cảm thấy không khỏe nên xin về sớm không cần phải lo đâu trong tháng cũng có những ngày em cần phải nghỉ ngơi một chút mà ngủ một chút là khỏe ngay thôi ê thiệt tình anh sẽ chợp mắt một chút đi dạ anh minh hô lại đây ngồi đi sao hả ngồi đây đi ồ oh. em có chuyện gì muốn nói sao em đã nghĩ là anh và em sẽ có con gái hay là một đứa con trai của riêng hai chúng ta <laughs> em nói gì vậy <laughs> em đang nghĩ cái gì vậy <laughs> ở tuổi này của anh á không phải chỉ có anh mà còn tuổi của em nữa có người có con trễ mà cũng phải có giới hạn chứ cũng giống như là sẽ có thể còn nữa anh không biết là em đang nghĩ cái gì nhưng mà anh không muốn có con đâu sống như bây giờ là thoải mái đối với anh lắm rồi có phải anh không muốn ngủ với em là vì vợ cũ của anh đúng không có đúng vậy không anh không hề có chuyện đó anh chưa bao giờ nghĩ như vậy hết anh chỉ nói em đừng suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt ừ. nghỉ người đi nhớ đó Ờ, anh nghe đây Mọi chuyện ổn cả chứ anh? Có chuyện gì xảy ra đâu mà ổn chứ? Hôm nay Sumi không khỏe, nên xin về sớm rồi. Anh đã gặp cô ấy rồi. Vậy sau khi cô ấy về rồi, hai người có cãi nhau một trận ra trò gì không? Cãi nhau sao? Sao tụi anh phải cãi nhau? Tụi anh không có cãi nhau gì hết. xin chào quý khách đó. Em cúp máy nghe. sao mình cứ phải đi tiểu nhiều lần trong khi lưng thì nhức mà chân thì lâu lâu bị chuột rút nữa hạnh phúc à muốn gặp con sao mà khó quá vậy hả ồ à... mình không thể nói như vậy được hạnh phúc sẽ giận mình rồi sao không có không có đâu không có chuyện đó đâu con mẹ rất vui vì sắp gặp con đó <laughs> thằng bé là con của Hun gu có trước khi chị và anh ấy lấy nhau Thật không dễ dàng để cho anh ấy đi Nên chị vẫn phải ở bên cạnh anh ấy Cô Su Hi <laughs> Anh Ly sông chu nè Sao mà lúc nào anh cũng làm tôi giật mình hết vậy Cô đang bận hả Ừ tôi bận rồi Cho tôi 5 phút thôi Tôi bỏ cuộc rồi. Tôi đã thấy cô gái mà mẹ tôi thích. Được một tuần rồi. Dạ, vậy tốt quá rồi. Chúc mừng anh nha. Tôi biết là tôi không đúng, nhưng tôi không hối hận. Có một số cánh cửa có gõ cách máy cũng sẽ không mở. Tôi không nghĩ đó là lỗi do cô. Ký ức không vui vẫn là một ký ức. Dù giữa tôi và cô có ký ức gì thì tôi sẽ vẫn nhớ tới. Dạ, có chuyện này. Tôi đã đối xử không có tốt với anh. Xin lỗi nha không cần đâu nhờ cô Sumi mi mà mắt tôi đã được sáng ra cô gái đó là người rất là tốt rất thích hợp với tôi dạ thật sự là tốt quá rồi tôi không biết cô gái đó có tỏ vẻ như vậy vì tôi giàu có hay là không có lẽ tôi không nên nghĩ xấu gì cô ấy như vậy tôi sẽ dành ra ba năm coi sao có thể ba năm sau tôi sẽ thấy được sự thật tôi có thể nào bắt tay với cô hay không à, dạ, tại sao lại không chứ? Trái tim của tôi đang rất là đau đó. Vậy uh, chào tạm biệt cô. Dạ. suy ạ lấy trên hồ sơ của giang mai sóc đi dạ con đem tới hai phần rồi chia thành hai bao ờ à. con để trong ngăn đá nha ừ chắc là hun gu nó vất giả lắm <laughs> dạ ừ. À. À. Nhân lúc con đang ở đây Chúng ta nói chuyện một chút đi Ba chồng của con Cái căn hộ này Là mua cho dì sốc chung của con đó Ông ấy là người vô tư tới như vậy Nhưng có vẻ là Ông ấy đã chuẩn bị di chúc của mình từ lâu lắm rồi Nhưng mẹ không ngờ là có chuyện này Dạ ơi, à. à. Một ngày nào đó có lẽ ông ấy sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc với ba anh em tụi nó <laughs> nhưng càng già thì mẹ càng nghĩ linh tinh nếu lỡ ba mẹ ra đi bất ngờ thì sao trời ơi mẹ này <laughs> cũng không phải là bây giờ mẹ có thể kêu ông ấy nói chuyện với anh em tụi nó sau này có chuyện gì ba đứa vẫn là anh em như vậy thì cũng không vui vẻ gì có cái gì đâu mà không vui hả mẹ <laughs> sự thật là như vậy đó Trời ơi, mỗi lần mẹ cứ như vậy là con không hiểu mẹ làm sao luôn đó. Có gì sai đâu, mẹ phải tự tin lên chứ. Ơi trời, mọi chuyện sẽ như vậy, cứ nghe mẹ đi. Mẹ muốn vậy thì cứ vậy đi. Dì của con, các con hãy thương xót cho dì ấy. Con người đó, cuộc sống còn khó khăn lắm. xin lỗi nha tại nó mắc cười quá à Để sao anh lại có thể trơ tráo đến độ đi đòi hỏi một số tiền như vậy trong khi chị mới đám cưới về sống với nhau có 6 tháng rồi chứ vậy anh ta đã nói gì sau khi cô nói là cô không có tiền mụ phù thủy độc ác hả <laughs> nếu cô đã vui đùa với anh ta đủ rồi thì bây giờ nên quên anh ta đi nha ở từng tuổi này rồi không có tiền thì sao mà vui được khoảng một năm rồi đúng không ờ được rồi được rồi tạm biệt chúng ta nói chuyện sau nha Ê trời đất ơi, tới bây giờ cô ta vẫn than giảng về đàn ông kìa. Sau khi chồng cô mất thì cô đã có bao nhiêu thằng đàn ông rồi chứ, đúng là độ hư hỏng. Dạ, nếu có ai mua miếng đất đó thì con sẽ tới đó để ký tên, chắc sẽ ở lại vài hôm đó mẹ. Đúng rồi, tới đó thì nhớ giếng mộ của ba mẹ con, phải tỏ lòng tôn kính đó, chắc là họ nhớ con lắm. Dạ. Tới đây, à oh. <laughs> chị dâu tới thăm này mẹ ơi chị không biết em ở đây em chỉ mới tới thôi vô trong đi chị con đi nha mẹ à mẹ ơi con nấu cơm xong rồi tính đi làm đó hả hôm nay con thấy không khỏe nên xin nghỉ sớm rồi mẹ con bị bệnh gì sao không phải vậy có chuyện <laughs> ngồi đi con có chút chuyện muốn nói với mẹ ừ có chuyện gì chuyện là chuyện là chuyện em bé à... À... À, con có thai rồi mẹ cái cái, cái 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 gì có phải có có phải con con nói thật không dạ ôi trời ôi trời ơi cảm ơn con cảm ơn con nhiều lắm sumi à ông trời ơi tôi cảm ơn ông đúng là ban phước lành mà Mình hổ nó thật là may mắn con làm tốt lắm thật tốt quá mẹ vui lắm mẹ vui lắm sumi à mẹ vui lắm cảm ơn con <cười> <cười> nhưng mà mẹ ơi <laughs> Anh ấy không muốn có con Ai? Con đang nói tới ai? Anh ấy là ai? Là Minh Hô hả con? Dạ Thật hả? Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn sống bình yên và thoải mái như bây giờ Không muốn có em bé Ôi Trời, cái thằng đó nó bị mất trí rồi hả? hả Nó có biết là may mắn như thế nào hay không? Mà lại nói ra những điều như vậy chứ hả? Nó nói gì? Nó không muốn là con có thai hả? Cũng không hẳn là vậy anh ấy nói con đừng lãng phí thời gian suy nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt cho nên con chưa nói với anh ấy chuyện này con cũng thấy ngạc nhiên về chuyện này nên bây giờ con không biết phải làm gì hết đó mẹ ơi rốt cuộc là nó muốn như thế nào đây hả anh ấy vẫn còn yêu vợ cũ của anh ấy cho nên con không hề quan trọng đối với anh ấy con biết hết đó mẹ <laughs> con nghĩ con đã đúng con chỉ mới nói ý tưởng của mình về chuyện của em bé vậy mà anh ấy nói con đừng lãng phí thời gian đây là chuyện lớn làm sao có thể nói toạc ra như vậy được với tuổi của nó và nhân cách của nó như vậy con nghĩ là nó sẽ nói là chúng ta cùng đi làm đi thẳng mặt với con như vậy hay sao ừ? cuối cùng thì nó đã có thể tiến triển thêm một bước với con trong khi nó và con chưa từng nói chuyện tình cảm với nhau bao giờ vậy mà sao con lại khóc vì tình cảm của nó đối với con không đủ ừ? Còn cứ nói sự thật cho nó đi. Tại sao không thể nói được chứ? Ừ. Hả? Có chuyện gì vậy? Anh ngồi xuống đi. Ê, hey, có phải là em thấy không khỏe không? Sao lại cứ kêu anh ngồi hoài vậy? Em có thai rồi. Hả? À. cái gì chứ em xin lỗi anh em có thai rồi làm sao chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ mẹ nói là mẹ vui lắm đó anh à em em đã nói với mẹ rồi sao chẳng phải anh nói anh không muốn sao cho nên em không biết phải làm gì hết à... À... Nhưng mà em cũng phải nói với anh trước chứ. Sao lại nói với mẹ trước? Sao em... Sumi à, chuyện này không nên xảy ra theo cách như vậy. À... Vậy là anh không cảm thấy vui đúng không? Cái đó không giống kiểu như vậy. Hơ tuổi của anh bây giờ là thiếu trách nhiệm đó. Nếu bây giờ anh có con, ít nhất là anh phải nuôi dạy nó cho tới lớn mà. Người một trăm tuổi cũng có mà. Đâu phải ai cũng vậy Chỉ cần sống lâu hơn thôi Ngay cả tuổi của em bây giờ cũng rất khó để sinh em bé Còn nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em Và không có gì đảm bảo Em bé có thể sinh ra Em đừng ham quá mà bỏ cuộc đi Tại sao lại suy nghĩ bi quan quá vậy Em đã tìm trên mạng rồi Có người phụ nữ đã 57 tuổi rồi mà vẫn có thai Em còn trẻ hơn cô ấy tới 20 tuổi lận Em chỉ mới có 37 tuổi thôi Em nghe anh nói nè Bình thường Con người nên có em bé khi họ còn trẻ và khỏe mạnh mẹ đã từng nói khi chúng ta già rồi cái gì cũng trở nên vô dụng hết em hiểu không? Bây giờ anh đang nói với em là em vô dụng đó hả? Nếu vậy em nghĩ chúng ta đang ở độ tuổi nên cố của em bé sao? Chúng ta thậm chí còn không thử. Anh thấy em có bị bệnh không? Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có con của anh hết đó nhưng nó cứ xảy ra như vậy thôi. Anh không biết cách làm sao để nhận một món quà hả? Đã bảy tuần rồi em cần phải nghĩ gì có tiệm của cung hôn em muốn anh lo chuyện này. À, sao lại như vậy chứ làm sao anh có thể nói tin này với mọi người được bây giờ chúng ta đám cưới đàng hoàng đó sao hả sao lại không nói được sumi <laughs> <laughs> à mình có thể mua kim bắp ở cửa hàng của xe để giúp tụi nó tăng lợi nhuận lên nhiều khi con thấy kim bắp đúng là vừa ngon vừa tiện lợi thiệt luôn đó mẹ đúng là tiện thiệt nhưng mà tới lúc con có con của mình rồi coi con có nỡ để nó ăn kim bắp không là sao chứ trái tim của người mẹ không có bao gồm kim bắp mà có nhiều món khác nữa không lẽ con chỉ muốn con của con ăn kim bắp thôi sao à dạ con không làm như vậy đâu ủa nhưng mà mẹ ơi bây giờ mẹ đâu còn đứa nào để nuôi đâu mẹ còn phải nuôi đứa lớn nữa là ba chồng con đó à. nè ba có thể đem một ít lên phòng khám được không dạ sắp xong rồi ba ông ấy lại lèm bèm nữa rồi làm thêm một phần cho xe chun nữa nha trời ơi chưa xong mà <laughs> cảm ơn quý khách chào tạm biệt hi... mẹ à mẹ không cần phải đem lên nhiều như vậy cho con đâu ơi Mẹ không thể đem hết đồ ăn lên cho con được đâu Với lại mẹ chỉ làm khi nào mẹ thích thôi Sao tự nhiên bữa nay mẹ thấy vui dữ <laughs> À mà mẹ Chừng nào con xong việc ở đây á Con sẽ ăn ở tiệm luôn Tại vì con không biết khi nào thì khách hàng sẽ tới Nên con chỉ ăn đơn giản thôi Mẹ luôn. biết rồi mà Đây là lần đầu tiên mẹ làm cái này Với lại không phải ngày nào cũng làm đâu Thôi ăn trước đi con Mắt công nguội không ngon đó Đừng có bỏ mứa nghe Nhớ là phải ăn hết đó À, còn cá đù này, Na Do nó thích ăn lắm Nên nhớ để lại cho nó nghe chưa à. Sao vậy? Mẹ à, cái này đâu phải là ăn trưa đâu, mà đang ăn tiệc đó. <laughs> Bộ nhiều lắm hả? Xin chào quý khách. Mẹ thấy chưa, con không có thời gian để ngồi xuống ăn đâu. À. Xin chào quý khách. Dạ, con chào chú. À, con làm ăn cũng tốt ha. <cười> <cười> Xin chào quý khách. <laughs> Đồ ăn tới chưa? À, mẹ tới rồi hả? <laughs> cái gì đây ta mình đi biết nít sao còn ngon hơn là kim bắp của mẹ chồng con đó như <laughs> vậy cũng nhiều quá đó mẹ à mẹ cứ để ý nhiều chuyện như vậy cũng là vấn đề đó mẹ biết rồi hai người cứ ăn trước đi Chờ nó làm xong rồi qua ăn ăn mau lẹ mà <laughs> mẹ cũng làm thịt viên nữa hả là tôm đó con đừng có ăn tôm đó anh thích ăn tôm lắm xin chào quý khách nè tụi con không thể đóng cửa một chút để ăn cơm hả con mẹ nói cái gì vậy con đang nghĩ cái gì vậy hả một món quà trời ban như vậy là không có ai không hài lòng hết đúng đó. rồi đó bà nói chuyện với mẹ con rồi đây là quà của suông với mẹ nó gửi cho con con xin lỗi ba nhưng mà con đã quá con một già. trăm tuổi rồi hả không phải vì sức khỏe của sumi không thích hợp để mang thai mà còn có nhiều biến chứng khác nữa với lại sức khỏe của đứa trẻ có thể không tốt mà ai nói vậy Y học nói vậy mà ba Ai cũng vậy hả ba Con không nên làm như vậy Con chỉ cần cảm ơn và nhận nó thôi Bệnh viện thì lo gì chứ Trên thế giới thiếu gì bệnh viện tốt à. Nhớ đến kiểm tra sức khỏe thường xuyên Là không có gì phải lo lắng hết đó Nếu như lỡ sau này có chuyện gì Thì biết làm sao đây hả mẹ Vậy thì con cố gắng sống thật lâu là được rồi Con còn có su mi mà Tôm lại Con có quan điểm khác Với mọi người bà mẹ biết vậy được không tụi. thể được. Su mi nó vẫn nghĩ nó là người thay thế mẹ của Sungun. như vậy là không đúng. con sẽ bị trừng phạt đó đừng có làm vậy. ơi Ê... phải làm sao đây ông? y bà là sao? đàn ông không bao giờ hiểu được phụ nữ. Sao sâu chung nó chưa tới nữa? Tới bây giờ. Đồn ra đi. Tôi thấy chưa tới lúc đâu. Nhưng lúc như vậy mình phải phát huy tác dụng của sâu chung. Nếu mình đồn tin này ra trước, thì cái thằng đó sẽ không làm gì được đâu. <cười> <cười> sumi à anh không nghĩ đó là khôn ngoan Em... Đâu. không muốn tỏ ra khôn ngoan đâu anh minh hô à đây chỉ mới là bắt đầu thôi ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra được chứ không ai biết hết đó không có nghĩa là vì em sợ cho nên mới ra quyết định sai lầm dù có chuyện gì em cũng sẽ cố hết sức nếu anh không thích thì em sẽ về nhà sao em có thể nói vậy chứ cho dù mọi người có nghĩ em bị điên thì cũng không quan trọng không chỉ có như vậy Nhưng điều mà anh muốn nói Nếu đứa trẻ sinh ra mà không có vấn đề gì Thì em sẽ gửi cho tổ chức hỗ trợ Em nấu ăn rồi Em không hề biết anh là người ích kỷ như vậy Em cũng không hề biết vợ cũ của anh lại ảnh hưởng tới anh như vậy nữa Em thật sự rất buồn đó Anh đã nói không phải như vậy mà Anh nghĩ là Em là người không biết suy nghĩ gì nhiều hay sao Nếu lỡ đứa trẻ thấy xấu hổ khi ba mẹ mình nhìn giống như ông bà của nó, thì em sẽ cảm thấy có lỗi vì điều đó đó. Nhưng mà những chuyện nhỏ nhoi đó em đều có thể bỏ qua hết. Em sẽ hy vọng và cầu nguyện khi em mong chờ đứa trẻ này. Em không thể suy nghĩ lại sau. 제수윙의 목적 도우마 내 말이 맞는다니께 가만히 있어봐요 생각 좀더 해보고요 생각하나 봐나 아이고 알았이오 생각 좀 해본다니께 Anh cứ tưởng em làm ăn tốt lắm chứ. Sao mỗi lần anh tới đều vắng vậy hả? Tại anh không may mắn thôi. Lần sau đừng có tới nữa. Gì chứ? Có mấy người như vậy đó. Nhìn thì vắng dễ vậy thôi. Chỉ cần một người bước vào đây là có mấy người đi vô theo liền. Đừng có tào lao. Em nghiêm túc mà. Em có thể lấy xe của anh mà. Anh mua xe mới hả? Anh có xe rồi. Cứ trả hết nợ rồi lấy đi. Ê, hey, sao em có thể lái xe xịn như vậy? Em có xe của Najon rồi, không cần đâu chị hy lúc này không thể lấy xe được rồi còn chị dâu của em muốn lái nó em cảm ơn nhưng mà không cần đâu vậy thì anh sẽ bán nó nếu như anh bán nó thì được bao nhiêu vậy để em bán cho em bán rồi em lấy tiền dù sao thì anh cũng cho em chiếc xe đó rồi mà chị dâu cũng muốn vậy mà anh muốn em lái nó chứ không muốn bán cho em đâu hey, anh đã cho em rồi thì ai quan tâm em bán hay là em sẽ lái đâu chứ em sẽ giúp anh chuyện này cho <cười> <cười> <laughs> Thiệt Chà ha, nhìn ngầu ghê ha. Đúng là mẫu xe mới lúc nào cũng đẹp. Nhiều vậy anh? Quà của mẹ vô đi đó. Ồ, oh, tuyệt luôn. Anh đúng là lên hương rồi nha. Sướng quá trời. Làm việc đi. Ờ, oh, tạm biệt. <laughs> Anh ấy vẫn muốn mình trả hết nợ kìa Đúng là lộ hết bản chất ra rồi <laughs> Anh uống ly trà đi nè Ờ uh. uh. Ba mẹ ơi ăn trái cây nè Ờ uh, được đó Cảm ơn con <cười> <cười> Ra liền Ai vậy Em là Sô nè chị Cô vẫn chưa về nhà sao Dạ con vẫn chưa về nhà Dạ cô ơi cho con xin cái hộp đựng thức ăn được không cô Con chưa ăn sao Con đem về cho em con ăn <laughs> Để cô lấy hộp ờ, cho Mẹ ngồi đi con lấy cho em vô đây Dạ Em có bao nhiêu đứa em vậy Dạ hai đứa Tụi nó nhiêu tuổi rồi Một đứa đang học đại học còn một đứa thì học cấp 3 Tụi nó thích ăn kim bắp lắm À để lấy găng tay cho em không ăn mà để dành cho hai đứa em đó hả <laughs> dạ tụi nó thích ăn kim bắp lắm sao dạ nên em cố tình đem về cho tụi nó nè à có anh chị em cũng vui thiệt ha nhưng mà em không đói hả ở đây còn nhiều như vậy sao em không chịu ăn một chút đi à có bánh nữa nè thôi chị em không lấy đâu ê nhiều dữ lắm đó <laughs> em ăn một cái trước đi rồi đem hai cái về nha <laughs> Thật sao Anh cũng biết tính mẹ rồi Mẹ hay lo nghĩ nhiều chuyện lắm Nhưng mà mấy chuyện này có lo cũng vậy thôi Anh kiếm cơ hội khuyên anh hai thứ đi <laughs> Thôi tha cho anh đi Anh không muốn dính vào mấy chuyện đó đâu bố em không nhớ Vì chuyện căn hộ mà dì với anh ba cãi nhau luôn hay sao Hai người đó vốn dĩ không hợp nhau rồi Mà hơn nữa Dì đâu có biết trong lòng mẹ nghĩ gì đâu thật vậy hả ờ à. cũng đúng người mẹ lo lắng nhất chính là gì đương nhiên là gì rồi ừ anh để đang ngủ hả chị đang coi tivi à. ôi mấy người đó không ngừng khoe con của mình kìa em chịu hết nổi rồi nên phải bỏ về trước luôn đi nè cả buổi trời hết người này khoe tới người kia khoe nói hoài một chủ đề không thấy chán hay sao vậy chứ mấy người có con giỏi lắm hay sao hả tôi không có con đó thì sao cũng sống vui vẻ đó thôi có chết gì đâu mấy người đó nói gì thì cô cứ mặc kệ đi cứ ngồi ăn xong rồi đi về chị nghĩ lúc đó em nuốt nổi hay sao hả mấy người đó không chỉ làm bé mặt em Thậm chí có người còn trù cho công việc làm ăn của em thất bại nữa kìa. Em chỉ muốn mai miệng cô ta lại mà thôi hả? Sốc chung mà. Đúng là miệng chó có mọc được ngà voi mà. Sumi nó có thai rồi. À, hả? Nó có thai thật rồi. Chị nó... Nó Sumi sao? Ừ, nó có thai rồi. Nó tới bệnh viện khám kỹ chưa vậy? À, chắc là mẹ Sun gun đã ban cho nó. Có ma hả? Cô nói lung tung cái gì vậy? Chuyện này là chuyện bình thường thôi. Đúng lúc Xuân Mi nó đi kiểm tra phụ khoa định kỳ thì bác sĩ thông báo đã có thai 7 tuần rồi. Vậy là chuyện bình thường, nó vẫn chưa mãn kinh sao chị? Thì lúc đầu nó cũng tưởng là mình đang trong giai đoạn mãn kinh đó thôi. Ai ngờ là có thai à? Đúng đó. <laughs> không ngờ Mi Nô vẫn còn khỏe tới như vậy ha. Nhưng mà nó không muốn làm ba. Sao vậy? Ninh Hồ nói vậy cũng có lý đó Dù sao cũng lớn tuổi rồi Hơn nữa ở tuổi Sumi Mi nó không còn trẻ Nếu mang thai sẽ nguy hiểm lắm chị à Thai phụ lớn tuổi nguy cơ sẽ thai rất là cao Không mai một xác hai mạc Đừng có nói xui xẻo được không Em chỉ sợ nó gặp nguy hiểm thôi Dù sao cũng lớn tuổi quá trời quá đất đi Đi đồn đi Hả Cá biển hôm nay tươi lắm đó Không biết là quý khách có muốn dùng thử hay không ạ à? Cá này ở biển Hoàng Hải hay biển Đông Hai biển mà anh nói đều không phải nó nằm ở vùng biển phía à. nào <laughs> hay anh muốn ăn thử không cho tôi à, món hả? đó cứ thử đi <laughs> thêm phần cơm nữa nha ờ dạ dạ sẽ lên món ngay thôi mấy anh muốn uống gì cho tôi chai rượu gạo này ờ, dạ dạ <laughs> một cá biển thêm một phần cơm nữa dạ xin chào quý khách ạ à. xin chào quý khách ừ, gì mới tới hả ờ à, vậy tới xin chút gia vị đó để mai nấu cho ba mẹ của con ăn con làm đi mặc kệ gì hôm nay buôn bán sao rồi cũng tạm được thôi gì Su sumi không tới làm sao Chị ấy thấy không khỏe cho nên về nhà nghỉ ngơi rồi Ừ Không khỏe cũng đúng thôi mà Cho một phần sashimi và một ly bia lạnh đi ha Dạ Sống như người lớn tuổi thấy thế nào hả Có tốt có xấu Nói chung tạm ổn Dạ bia lạnh đi Ừ cảm ơn nha Lần này con gặp rắc rối rồi có đúng không hả Gặp rắc rối gì Phải tìm người thế chỗ của Sumi đó Nó đang mang thai sao làm được nữa Có, 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 có thai sao Con chưa biết hả Sumi có thai rồi Không thể nào như vậy được Sao, sao lại à? Có thai sao Ừ cái thai được 7 tuần rồi <laughs> Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên này mắc cười thiệt đó nha Nhưng anh nói là Minho không muốn giữ đứa nhỏ đó Sao lại không muốn giữ đứa nhỏ chứ Anh ấy điên rồi hay sao Mẹ ơi Đi đâu vậy Con biết ba mẹ đang nói chuyện bí mật Tụi con thấy tò mò quá nên ra đi nhiều chuyện thôi Ây Trời đúng <laughs> thật là Có chuyện gì bí mật đâu Mới tắm hả Dạ tại vì hôm nay trời nóng quá Ừ ban đêm mà vẫn thấy nóng như vậy Sao khói bay qua bên em hết vậy nè <laughs> Tại em đẹp cho nên nó bay qua em thôi <laughs> Chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói hả Mấy hôm trước mẹ có vô tri Tặng cho con một chiếc xe đó Thật hả? Vào trước tai nạn của chị hai Làm tâm trạng của mọi người đều không tốt cho nên là Con gửi nó trong bãi đấu xe rồi Hèn chi dạo này á Bà không thấy con lái chiếc xe cũ đi làm nữa Dạ anh lái xe mới đó ba Mẹ thấy xe của con còn mới lắm mà Con dự tính là sẽ cho xe chun lái Nhưng mà nó lại muốn bán đi Nó <laughs> là vậy mà <laughs> à... Alo em nghe nè Vợ chồng em đang ngồi ở ngoài không mát Nè em chưa biết gì sao Nhà mình mới có tình vui đó <laughs> Anh hai làm được rồi Anh hai làm được chuyện gì Hả Ồ Chuyện gì vậy ừ. Ờ, khoan đã Anh anh có chắc vậy không Ờ Ờ dạ Hả Ồ ờ chuyện gì à, anh tại sao anh ấy đúng là sao phải làm vậy chứ anh à ờ à, khoan đã anh chờ chút anh ba nói Sumi mi đã có thai rồi hả hả thôi ơi. sao anh ấy lại như vậy hả anh hai đúng là càng ngày càng khó hiểu nghe biết bao nhiêu người cầu một bụng con cầu hoài mà không được đó anh ấy lại muốn bỏ đi là sao chứ có lẽ vì chuyện này mà Sumi giận anh hay nên uh, mẹ mới nói là đàn đồng khách mà ông chạy ra ngoài đây nói chuyện điện thoại sao tôi biết rồi nên mẹ mới nói là bao nhiêu khách hàng đang ngồi đợi kìa ông mau vào đi tôi nói là tôi biết rồi nè treo à em còn nói hay không vậy uh, dạ 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 em biết phải làm sao rồi mà em hiểu rồi <cười> <cười> <laughs> Nhà mình đúng là có đủ thứ chuyện xảy ra hết <laughs> Mà rốt cuộc anh hai bị sao vậy Anh ấy không muốn giữ đứa bé <laughs> Sao vậy Có phải bác hai sợ nguy hiểm hay không hả ba Ai mà không biết nguy hiểm Lúc mẹ vừa sinh ba chị em con ra Đều phải đếm tụi con có đủ ngón tay Đủ ngón chân không đó Nhưng mà bác Sô Bì cũng đã lớn tuổi rồi Thôi đủ rồi đừng nói xui Trên báo cũng có nói Bà mẹ 70 tuổi còn sinh con kìa không phải đâu mẹ ơi Anh sao vậy? Đừng nói xui nữa Đó là tin vui chứ bộ Nhưng mà hai bác đã lớn tuổi rồi đó Mẹ nói 70 tuổi vẫn còn sinh được chứ bộ Mẹ còn nhớ như in chuyện đó Chồng của bà ấy 77 tuổi nữa kìa Ờ à, cái tuổi đó không tốt cho đứa nhỏ đâu mẹ Thôi anh đừng có nói nữa mà Đây đâu phải bệnh viện đâu Anh cũng đâu phải là bác sĩ khoa sản đâu Hả? Không phải đâu Yuri à Chồng con nói không sai chút nào Nhưng ba nghĩ là chuyện lần này Không hẳn là không còn chút hy vọng Tại sao không thử một lần chứ? À. Con nghe này ba. Oh, con đang làm gì? Dạ, con vẫn chưa về con đang đi ăn tối với một người bạn của con dạ con ăn xong sẽ về sớm thôi mà ba à là một người bạn ở bên mỹ dạ dạ là con trai à, bây giờ chưa phải lúc đâu ba chỉ là đồng nghiệp thôi để hôm nào có cơ hội Con sẽ giới thiệu với ba nha Mà bây giờ ba gọi con có gì gì Ờ à, có gì đâu Muốn hỏi thăm con một chút thôi Được rồi con cướp máy đi Không có đâu Không có chuyện gì hết Ba chỉ gọi hỏi thăm thôi mà Không có đâu Con yên tâm đi Cô ấy đang ở trong phòng Ba mẹ cãi nhau sao dạ được rồi vậy con cúp máy nha cho tôi xin lỗi không có người nào hiểu cô à ờ à, ờ à. đến mẹ của tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa tôi không để tâm vào việc người ta có hiểu tôi hay không thành thật mà nói tôi cũng không hiểu cô <laughs> tôi không bắt anh phải hiểu tôi đâu nhưng mà tôi tin tưởng cô Tôi cũng không bắt anh tin tưởng tôi. À, tôi nói sai gì đúng không? Sao lại nói vậy? <laughs> Xin lỗi cô nha. Ừ. Cô và chú của tôi, họ đều nói là muốn gặp cô. Hay là để tôi đến gặp ba chồng của cô trước? Hay muốn gặp cô chú tôi trước, cô cứ chọn đi. Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó chúng ta nói chuyện này sao đi à, tôi thấy hơi thất vọng đó tôi nghĩ cô sẽ hiểu cảm giác bây giờ của tôi thế nào mà chẳng lẽ cô không có chút tình cảm nào với tôi thật sao tôi biết anh đã dành một năm để viết email cho tôi không phải ai cũng kiên trì được giống như anh đó là lý do tôi chịu trả lời thư của anh Tất nhiên Khoảng thời gian đó tôi cũng tò mò về người gửi thư cho mình là ai Nhưng mà tôi Tôi thừa nhận là tôi đã quá vội vàng Nhưng mà cô chú tôi không đợi được nữa Anh em tôi đều đã kết hôn rồi Chỉ còn lại có một mình tôi thôi Tôi không gấp sao được Tôi không đủ tốt sao Không phải là anh không tốt Chỉ là bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng thôi Vậy tôi có thể làm gì tôi tính bay qua úc trước sau đó giáng sinh quay lại kết hôn rồi mình sẽ cùng nhau qua úc sao vậy tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên không lẽ anh xem chuyện kết hôn cứ giống như một cuộc đua marathon vậy sao <laughs> chúng ta không được cười đừng có cười nữa nghe ờ à, đúng vậy đó không cười không cười nhớ là đừng có cười đó nếu không anh ấy giận cho coi <laughs> anh cũng đừng có cười mà con mới nghe được tin vui đó mẹ mẹ có thấy mừng không mừng chứ mẹ mừng muốn chết luôn đây nè mình phải cầu nguyện cho nó mới được cầu cho mẹ con su mi có thể mẹ tròn con vuông Đứa nhỏ có thể khỏe mạnh mà chào đời Đương nhiên như vậy Đây là tin vui mà Ai gọi vậy <laughs> Đương nhiên, đương nhiên Con nói không sai chút nào hết <laughs> Cảm ơn con nhiều nha Ừ, chào con nha <laughs> Cô thấy đó Đây là lý do tại sao mà tôi thương Hê chung nhiều hơn <laughs> Nó nói gì vậy Một người đàn bà mà không có con Sẽ cảm thấy trống trải Khi không có chồng ở bên cạnh Nên Hê Chung ủng hộ Su Mi rồi sau đó cô ấy sẽ được chia tài sản và sống sung sướng suốt đời hết ừ. suốt ngày chỉ biết có tiền thôi à, đến đây làm gì chị à chúc mừng anh nha à, chúc mừng anh hai chuyện ừ. gì à <cười> <cười> anh hai đừng có trả giờ nữa tin vui của anh hai mọi người biết hết rồi anh hai làm em bất ngờ đó sao mà hai đứa tụi em biết chứ không lẽ ê à, mẹ đúng thiệt là anh bị sốc có phải không sốc cái đầu của em đó Người ta nói con cái là của trời ban mà Anh phải mừng mới đúng chứ Trời hồ nó phải Hả? đòn hai à Anh phải vui là mới đúng chứ Mau về đi Ơi, ờ, tụi em chưa <laughs> nói xong mà <laughs> Nhiều đó đủ rồi, mau về đi Nè nè nè, anh hai, anh hai à <laughs> Ê, thiệt tình Mẹ nói cho mọi người biết rồi chứ gì Anh nói với mẹ chưa tới một ngày nữa Mẹ đã nói khắp nơi rồi Có cái gì mà không được chứ Biết bao nhiêu người muốn mà không được nữa kia kìa Nhưng mà anh cảm thấy xấu hổ đó Em thấy chuyện đó có gì đâu mà xấu hổ Em ganh tị anh còn không biết xấu hổ gì hay sao hả Ganh tị em ganh tị cái gì Nói thiệt đó em đang ganh tị thiệt mà Em có tưởng già yếu rồi nhưng mà không ngờ sức khỏe của anh còn tốt vậy Không ganh tị thì sao được <laughs> Đủ rồi anh à Giờ gia đình anh với chị dâu chuẩn bị có thêm thành viên mới rồi Đứa làm em này á phải mừng cho anh chứ Nó không đơn giản như em nghĩ đâu Anh hai à Có gì đó mà phức tạp Chỉ tại anh mặc cảm vì tuổi tác của mình thôi mà Bây giờ mọi người đều biết hết rồi Anh không cần phải cảm thấy ngại ngùng gì nữa Lúc anh gọi cho em Xe hôn cũng ở đó Cho nên cũng biết luôn rồi Thật hả? Dạ Có cái gì đâu mà Làm gì cho mệt vậy? Đi Đi thôi Đi đâu chứ Tụi em chuẩn bị đi ăn mừng cùng trời với trời anh đây ơi, nè Buông ra đi Buông ra Em còn đứng đó làm cái gì nữa đi thôi anh, uh, dạ 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 đi, đi. mà đi anh đi hai anh Mình đi cái gì nữa <cười> 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 Em thấy anh thiệt đó nghe Sức khỏe tốt quá trời Em nói cho anh biết đây nè Ba mẹ đã thông báo cho tất cả mọi người biết rồi Anh không có lựa chọn nào nữa đâu <laughs> Mẹ kêu chị nói cho em biết đó <laughs> Vậy, Giờ anh phải chấp nhận chuyện này thôi anh à nếu bây giờ anh bắt chị dâu phá bỏ đứa nhỏ này Thì không khác gì là hành vi giết người đó anh Thôi mà anh Anh đừng có làm cho anh hay sợ chứ Em đó còn dám lên tiếng nữa hả Em phải giúp anh ấy nói mấy câu khuyên anh ấy đi chứ Anh thử nghĩ đi Nếu anh bắt chị dâu phá thai Hành vi đó tàn nhẫn lắm luôn đó Làm à, gì à, là tàn ác Nói gì đi Ờ à, Anh hai à Nếu như anh làm vậy á Ba mẹ sẽ tức giận lắm đó <laughs> Giờ anh đừng có nghĩ ngợi gì nữa một lòng một dạ chăm sóc tốt cho chị vô rồi anh sẽ có một đứa con kháo khỉnh cho coi hả? À. <laughs> đừng có đi đâu hết đó hả à? <laughs> đúng đó không được đi đâu hết đó nha <cười> mắc cười lắm sao ờ à, dạ em mừng cho anh thôi mà anh có tin vui á em phải mừng cho anh mới phải chứ <laughs> em im ngay cho anh đi anh đừng có cười nữa mà cười chưa đủ sao em cũng cười đó thôi làm gì có <laughs> à, đi thôi anh <laughs> Mình đi thôi ha. <laughs> Thật tình chị không biết gung hồ Ông ấy bị sao nữa cả ngày cứ cười suốt mà không chịu ngừng Cứ như là một thằng ngốc vậy đó <laughs> Chắc là anh ấy mừng đó chị Về hồ anh ấy cũng cười suốt cả ngày luôn đó Dạ không, em chỉ mới gọi điện cho mẹ thôi Đương nhiên là mẹ cũng mừng rồi chị Chuyện đó không còn quan trọng ngay lúc này Vấn đề là cô ấy không còn trẻ nữa Mang thai ở độ tuổi này nguy hiểm lắm Thì chị cũng biết là sức khỏe của cô ấy lâu nay đều rất tốt nhưng có nhiều chuyện mình không lường trước được đâu Ừ Ừ Chị cũng biết là đàn ông họ hay như vậy Nhưng cô ấy cũng không đáng tin chút nào Làm sao cô ấy có thể ở tuổi đó Cũng đâu có gì lạ lắm đâu chị Giờ cũng có nhiều người họ sinh cũng muộn như vậy mà <laughs> Em nghe người ta nói sinh con muộn tốt cho sức khỏe nữa <laughs> Vì họ sợ đứa nhỏ không khỏe nên sẽ chăm chỉ vận động nhiều hơn. Dạ. Đợi anh dây hô về tới, em sẽ hỏi xem anh hai thế nào rồi. Hôm nào sẽ đi thăm anh ấy. Dạ. Dạ, chị ngủ ngon. Ba vẫn chưa về hả mẹ? Ờ. À. Gì vậy? Anh Giê-hô mua chút đồ ăn giặt cho ông bà, sẵn chia một chút cho con luôn á. Anh ấy vẫn giữ cái thái độ tiêu cực đó. Anh ấy cứ nói với con, ở tuổi đó mang thai sẽ không tốt. Không chỉ tính mạng đứa nhỏ mà tính mạng của người mẹ cũng bị nguy hiểm luôn đó mẹ. Con ăn không? Dạ thôi, con đánh răng rồi. Mà mẹ ơi, nếu hai năm sinh một đứa, đến tuổi bác Sumi, con sẽ có chín đứa luôn á. Cái gì? <laughs> Để con đi vô bếp cất nha mẹ. Ừ, Mẹ ngủ ngon nha ừ, Ngủ ngon Ây trời Chuyện su mi mang thai khiến mọi người ai cũng bất ngờ Về rồi hả? Anh có mệt lắm không? Hôm nay anh về hay trễ? Em tính ra ngoài chờ anh về đó Đã nói là em đừng lo rồi mà Công việc của anh sao rồi? Có bị ai làm khó anh không? Anh không có thời gian để quan tâm mấy người đó nghĩ gì đâu Vì công việc thật sự rất bận Thời gian đâu mà để ý tới họ Nhưng mà nói thật Không có ai dám làm khó anh đâu Anh đâu phải là dễ ăn hiếp chứ Em đừng lo Anh bị bệnh ảo tưởng rồi đó hả? Hả? <cười> <cười> anh kiểm tra kịch bản lần cuối rồi Mọi thứ đều ổn hết Anh đừng có lơ là đó biết chưa thật sự là có nhiều tác giả họ hay dở trò ở phút cuối lắm đó <laughs> anh nhất định sẽ theo sát mọi thứ mà yên tâm đi ồ sao không thấy sohi à nó im lặng chắc là nó thất vọng lắm vì nó luôn xem anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của nó mà cô nói qua đây uống rượu mà làm không làm gì kiss hả kiss. kết hôn ừ. nói tôi biết là cô xảy ra chuyện gì đi hả nói mau đi đúng vậy bây giờ tôi thấy thất vọng với tất cả mọi thứ không biết tựa vào đâu ba cô có người khác sao hả chứ chuyện gì cuộc đời vốn tầm thường như vậy đàn ông cũng tầm thường thì tôi đành phải chấp nhận sự thật này thôi Không thể sơ sài như vậy được Tôi biết tôi không phải là người đặc biệt gì Nhưng mà cũng không thể nào tùy tiện kết hôn với cô Chỉ vì sự nông nổi nhất thời Trinh ngu à Tôi không phải nông nổi nhất thời đâu Nhưng mà tôi không thấy như vậy Tôi không có nông nổi Tôi từng nghiêm túc Nói tiếp đi Nhưng giờ tôi nhìn rõ mọi thứ rồi Cho nên là tôi quyết định Từ nay sẽ không nghiêm túc nữa Mà kệ nó Nên từ bây giờ tôi biết là cậu thích tôi tôi sẽ gả cho cậu hy vọng cuộc sống sau này sẽ vui vẻ hơn cô thấy như vậy có công bằng với tôi không vậy sao tôi có cảm giác giống như cô không thể nào lấy được người cô thích cho nên cô mới lấy tôi nhìn tôi đi cô tôi là cái gì đọc rồi ký tên đi ừ. một nếu tôi phát hiện cậu nói dối về bạn gái cũ thì cậu sẽ chết hai nếu có con riêng cậu cũng sẽ chết Cô đang viết cái gì vậy? Đọc hết trước đi. <laughs> ba, liếc nhìn phụ nữ khác sẽ chết. Bốn, đối xử tệ với bà mẹ tôi sẽ chết. Năm, lén tôi giấu quỷ đen sẽ chết. Sáu, can thiệp cuộc sống riêng tư của tôi sẽ chết. Bảy, nói dối tôi sẽ chết. Cô muốn tôi chết <laughs> nhiều lần mới đủ đây. Tôi chỉ có một cái mạng thôi. Ký tên đi. Tôi không ký đâu. Cậu nói cậu không muốn sống mà. Đó là bởi vì hai chuyện khác nhau mà tôi phải viết thêm một điều nữa nè nếu cậu làm tôi buồn cậu sẽ chết dẹp ba cái thứ này đi tôi không tệ tới mức phải ký điều khoản đâu cô không tin tôi sao giờ ký không không ký viết cậu đó viết đi sohi à sohi à mọi thứ đều là vô nghĩa Tôi xin lỗi Tôi biết là tôi làm cho cô buồn Mà sao vậy Rốt cuộc Cô đã xảy ra chuyện gì vậy Cậu đừng có hỏi nữa Tôi không muốn nhắc tới Tổng cộng của cô là 350 quân cô na đúng không? tôi có nhìn lầm người không vậy? À, là tôi đây, tôi thanh toán giúp cô nha. nói thật, mấy bộ đồ cô quảng cáo, tôi đều mua hết. nhìn cô mặc chúng đẹp lắm, nhưng tôi mặc vào lại thấy không đẹp như cô. <laughs> tôi thấy cô cũng xinh lắm đó. cho tôi gửi lại thẻ của cô. cô có cần túi không hả? À, dạ. sao cô không đóng phim nữa vậy? <laughs> tôi kết hôn rồi nên không đóng phim nữa. À, thì ra là vậy. cô chụp tấm hình được không? được, mình chụp đi tìm được rồi. <laughs> cô Âu có ở đây thường xuyên không? Có, cửa hàng này là của chồng tôi. Cô thường xuyên ghé ủng hộ nha. Tôi sẽ thường xuyên tới đây, cô đẹp lắm. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn đã ủng hộ, đi cẩn thận nha. Sao anh đi lâu quá vậy? Mới có chuyện đặc biệt đó chuyện gì đặc biệt chứ à, Dạo này anh thấy không được khỏe lắm Không biết anh bị làm sao nữa Hả Ở nhà mình có thuốc mà Anh lấy uống đi Ai uống thuốc vậy à, à dạ, đâu đâu có 11 giờ rồi sao còn chưa về nữa mấy đứa này Chẳng phải là 10 giờ đổi ca rồi hay sao Hôm nay con không về đâu Tại sao vậy chứ Hôm nay 12 giờ mới đổi ca hả? Con muốn mẹ đợi con tới 12 giờ luôn đó hả Mẹ đừng đợi con, ngủ trước đi Vậy nhé Ừ. À, trời đất ơi, không lẽ đợi tới 12 giờ thiệt hả? trời đất ơi, ừ. đúng, chuyện gì anh cũng có thể mặc kệ được, nhưng mà sao anh có thể mặc kệ sức khỏe của vợ anh và đứa nhỏ được chứ? có phải không? anh à, này anh anh hai, đừng mà đừng uống nữa, để anh uống đi, cả hai đều không sao đâu. Chỉ do khỏe như vậy thì làm sao mà có chuyện được Cười, cười cái gì? Em vui nên em mới cười thôi mà à, Đúng vậy đó Tính của anh nó là như vậy đó <laughs> Anh không muốn mình bị xấu hổ Nhưng mà anh không cần xấu hổ về chuyện đó mà Anh đã sắp sửa 70 tuổi rồi Còn sống được bao nhiêu năm chứ? Anh sống tới 100 tuổi còn được nữa mà Thậm chí 111 tuổi cũng không có vấn đề gì <laughs> Đúng không hồ Ờ, à, à, đương à, nhiên à, rồi. À, <laughs> đã anh... nói là đừng có ừ. cười nữa rồi mà. Ê, ơi, à, trời ơi, anh hai. Ê, ừ. trời, em đã kêu anh về rồi mà anh còn không chịu nghe. Ê, anh nói ơi, cho ý hai ý em biết. Ta. Về nói lại với mẹ. Mặc kệ anh đi, anh lớn rồi. Cuộc sống của anh để bản thân của anh tự quyết định đi. Đừng có xía vào. À. Em biết à. rồi, em sẽ nói mà. Ê, Thì. Ta, anh hai, anh nói tiếp. Còn ừ. em nữa, bác sĩ hả, có bác sĩ nào tệ hại như em không, hả, à, em nói đi Ờ, anh hai à, tự nhiên sao anh chửi luôn em vậy Ờ, yeah. ừ, ừ, được rồi, được rồi, nè, 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 anh hai, cẩn thận, cẩn thận đó ừ. À, ừ, Trời ơi, à, về tới nhà rồi, anh hai nghỉ ngơi đi, nha ừ, Xin lỗi chị nghe à. à hôm nay vui à. quá cho nên anh đã uống sai à, xin chúc mừng chị nha à. chúc mừng chị à vậy thôi. À, tôi xin phép về trước à. nha chị hôm nay vui, vui quá mà à. anh đâu có say đâu à. cẩn thận đó nè nè cô chừng cô chừng anh à Bật thang luôn à. cẩn thận cẩn thận anh à anh nói mọi người biết rồi sao vậy em có cần về nhà nữa không <cười> à? <cười> Anh bị điên rồi sao Sao lại phun tôi à? À? Anh bị sao vậy hả Sao lại phun vào tôi đúng là không thể nào tin được Anh ta uống rượu tới điên rồi sao Tại ai mà tôi có thai hả <laughs> ê, ê, Trời ơi Thôi đi được không Ông điên sao Hôm nay tôi đi uống rượu với anh của tôi mà Anh ấy đúng là khỏe thiệt á Cả chuyện đó mà cũng làm được nữa đó. ừ. <laughs> Tôi đói rồi Nấu tô mì với trong Jimmy đi Nghe tôi nói gì không hả Dòng chi trong tủ lạnh hư hết rồi Thì bỏ kim chi vô là được rồi <laughs> Con về rồi nè mẹ ơi Sao Sợ... không Sư mi của con có thai rồi đó Người ta có thai thôi mắc mớ gì ông ấy lại vui như vậy Mẹ nói Bác Sư mi có thai sao Thật hả Trời ơi không tin được làm gì vậy ba mẹ sẽ qua đây em chuẩn bị sẵn chăn cho họ thôi toàn là đồ mới không đó à... ờ <laughs> để chúng vào tủ nữa là xong ờ à, nè nè để anh làm cho à? nè để anh à... <laughs> cửa hàng tiện lợi em không biết tụi nó buôn bán ràng sao rồi nhưng không dám gọi tụi nó em sợ tụi nó sẽ cảm thấy áp lực <laughs> đúng vậy đó sẽ áp lực lắm em đó phải tin tụi nó nhưng thật tình là em không yên tâm được <laughs> sợ nó thua lỗ hết tiền không có tiền trả em chứ gì anh nói lung tung cái gì vậy chứ em là loại người đó sao <cười> <cười> à anh có mua một món quà cho em quà gì vào đi vào đi ừ? đâu đưa cho em ừ? là thẻ quà tặng sao nhiều vậy <laughs> thẻ gì vậy anh là thẻ tập thể dục nếu em thích đó, anh làm thẻ thành viên cho em trời ơi tốn tiền chi vậy chứ dù gì nó đòi dạy cho em em cũng từ chối rồi ôi ừ, chán em quá nhận quà mà thái độ của em như vậy đó sao hả không thấy kìa à anh phải hỏi em trước chứ <laughs> ừ. Ừ, ừ, trời. hay là mình xin thêm một đứa đi em ừ? trời ơi ừ, ừ. anh muốn chết hay sao vậy xin cái đầu của anh đó ơ nè 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 ơ nè nè